Xin thân ái kính chào khán giả đang đến với chương trình tin tức của ngày hôm nay của Hùng Việt TV với Trương Minh và Châu Thảo. Và sau đây Châu Thảo sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden kêu gọi thưởng tiền mặt để người dân đi chích ngừa COVID-19. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm kêu gọi chính quyền địa phương thưởng tiền mặt để người dân đi chích ngừa COVID-19 và công bố các quyết định mới bắt buộc nhân viên liên bang phải cung cấp bằng chứng chích ngừa hoặc phải xét nghiệm thường xuyên, bắt buộc mang khẩu trang và hạn chế đi lại. Những biện pháp này là nỗ lực mới nhất của ông Biden để thúc giục những người còn do dự đi chích ngừa khi biến thể Delta lan rộng toàn quốc, lây nhiễm mạnh ở những người chưa đi chích ngừa. Hoa Kỳ thua các nước phát triển khác về tỷ lệ chích ngừa mặc dù có rất nhiều vaccine. Những nỗ lực của Tòa Bạch Ốc để thúc giục những người do dự đi chích ngừa gặp phải làn sóng bài vaccine, tung tin giả và chia rẽ chính trị. Quyết định của ông Biden bắt buộc hàng triệu nhân viên liên bang và nhân viên hợp đồng phải trình bằng chứng chích ngừa là diễn biến mới so với trước đó phản đối passport vaccine. Nó cho thấy Tòa Bạch Ốc giữ lập trường cứng rắn hơn khi virus lan rộng. Tổng thống nói rằng sự tự do đi kèm với trách nhiệm. Chích ngừa trước tiên là để bảo vệ bản thân, sau đó là bảo vệ người thân yêu và đất nước. Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho hay khoảng 163,8 triệu người ở Hoa Kỳ đã chích ngừa đầy đủ, trong dân số khoảng 330 triệu người. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết chính quyền tiểu bang, địa phương và vùng lãnh thổ có thể dùng quỹ cứu trợ coronavirus 350 tỷ đô la để thưởng 100 đô la cho mỗi người mới chích ngừa, nhằm tăng tỷ lệ chích ngừa COVID-19. Tổng thống Biden nói rằng thưởng tiền để người dân đi chích ngừa có vẻ không công bằng với những người đã chích trước đó. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu những khích lệ giúp chúng ta đánh bại dịch bệnh, thì chúng ta nên sử dụng nó. Quốc hội thông qua 2.1 tỷ đô la cho cảnh sát điện Capitol và người Afghanistan. Quốc hội hôm thứ Năm chấp thuận ngân sách khẩn cấp để bổ sung cho cảnh sát điện Capitol và tăng cường an ninh sau cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 của người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và di tản những người Afghanistan từng hỗ trợ lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi đất nước của họ. Dự luật 2.1 tỷ đô la được Thượng viện thông qua với 98 phiếu ủng hộ và 0 phiếu chống. Hạ viện sau đó thông qua phiên bản dự luật của Thượng viện với 416 phiếu ủng hộ và 11 phiếu chống, mở đường cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Dự luật bao gồm 521 triệu đô la để hoàn trả cho các đơn vị vệ binh quốc gia được điều động trong nhiều tháng theo sau cuộc bạo động, và 300 triệu đô la cho các biện pháp an ninh tăng cường tại Điện Capitol. Và nó cũng bao gồm 71 triệu đô la cho cảnh sát của Điện Capitol để trả lương ngoài giờ, tuyển dụng cảnh sát mới cùng với các chi phí khác và 35.4 triệu đô la cho các thỏa thuận tương hỗ với các cơ quan khác trong trường hợp khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban Chuẩn truy Thượng viện Patrick Leahy nói rằng nếu không hành động nhanh thì ngân sách cảnh sát Điện Capitol sẽ cạn kiệt trong vài tuần tới. Khoảng một nửa số tiền trong dự luật sẽ dành cho việc di tản những người Afghanistan mà đã hỗ trợ lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Afghanistan trong hai thập niên qua, khi Hoa Kỳ kết thúc nhiệm vụ tại đó. Ông Leahy cho biết là số tiền này sẽ dùng để mở rộng số lượng visa đặc biệt dành cho thông dịch viên và những người Afghanistan làm việc cho lực lượng Hoa Kỳ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những di dân lánh nạn bên ngoài Afghanistan. Tổng thống Biden nói di trú sẽ được đưa vào dự luật ngân sách lớn. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết dự luật ngân sách lớn đang được các nhà lập pháp dân chủ soạn thảo sẽ bao gồm vấn đề di trú. Ông Biden hôm Chủ nhật cho hay ông không chắc liệu con đường nhập quốc tịch cho di dân được bảo vệ không bị trục xuất theo đạo luật trì hoãn hành động đối với trẻ em đến Hoa Kỳ, gọi tắt là DACA, có được đưa vào dự luật hay không. Với phía Dân Chủ dự tính thông qua dự luật không cần sự ủng hộ của phía Cộng Hòa. Tổng thống đưa ra bình luận mới nhất sau cuộc họp với các nhà lập pháp Dân Chủ về di trú tại Tòa Bạch Ốc. Ông cho hay cuộc họp diễn ra tốt đẹp và ông ủng hộ đưa vấn đề di trú vào dự luật. Ông cũng cho biết ông đang vội đến thăm đệ nhất phu nhân Jill Biden, người đang ở Trung tâm Y tế Walter Reed
để mổ lấy một vật găm vào chân của bà. Các lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện trong tháng này báo với các thành viên khác dự luật ngân sách sẽ mở cửa cho dự luật về khí hậu, chi tiêu xã hội và mở rộng tính thuế con cái. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cố vấn Thượng viện có chấp thuận đưa dự luật di trú vào hay không. Chương trình DACA bảo vệ di dân khỏi bị trục xuất, cho phép họ làm việc và thi giấy phép lái xe, và trong một số trường hợp giúp hỗ trợ tài chính cho việc học hành. Nó không bao gồm cho con đường nhập quốc tịch. Những người được bảo vệ theo chương trình DACA chủ yếu là thanh niên Hispanic chào đời ở Mexico và các nước Trung và Nam Mỹ, những người được đưa đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Bộ Tư pháp dọa kiện Texas vì kế hoạch chặn xe chở di dân. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland vào hôm thứ Năm có yêu cầu Thống đốc Texas là Greg Abbott lập tức thu hồi một sắc lệnh mà trong đó chỉ đạo các cơ quan tiểu bang chặn những chiếc xe bị nghi ngờ là chở di dân, được cơ quan quan thuế và biên phòng CBP thả ra. Lý luận rằng chỉ thị này là trái luật và vi hiến. Hôm thứ Tư, ông Abbott đã ra lệnh cho cơ quan an toàn công cộng Texas chặn và chuyển hướng vào những chiếc xe mà bị nghi ngờ là đang chở di dân qua biên giới miền Nam. Ông Abbott đã cho biết lệnh này là để bảo vệ các cộng đồng tại Texas khỏi di dân với những người có thể lây truyền coronavirus. Cáo buộc chính quyền Biden góp phần gây nên cuộc khủng hoảng y tế dọc theo biên giới khi hủy bỏ nhiều quy định thời chính quyền Trump. Nhưng trong thư gửi ông Abbott, thì ông Garland nói rằng Texas không có thẩm quyền pháp lý để ban hành về những lệnh như thế này, khẳng định chỉ thị của thống đốc can thiệp vào việc thi hành di trú liên bang, trong khi gây nên tổn hại cho sức khỏe của di dân bị tạm giữ. Ông Garland tuyên bố sẽ dùng các biện pháp pháp lý nếu ông Abbott không thu hồi lệnh. Và chỉ thị của ông Abbott thì không áp dụng với cơ quan thi hành luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương. Nhưng ông Garland cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến nhân viên chính quyền không được xem là công chức, như nhân viên vận chuyển trẻ em mà không đi cùng người lớn, cũng như nhân viên hợp đồng làm việc cho chính phủ. Các nhà vận động cho hay lệnh này có thể có ảnh hưởng đến nhà ở tạm ở khu vực biên giới và các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ di dân cũng như là xe bus chở di dân đến các điểm đến tương ứng của họ tại Hoa Kỳ. Hai trận lốc xoáy quét qua Pennsylvania làm nhiều người bị thương. Hai trận lốc xoáy quét qua quận hạt Bucks ở Pennsylvania hôm thứ Năm làm sập máy của một đại lý xe hơi và nhiều người khác bị thương. Ông Jim O'Malley, phát ngôn viên quận hạt Bucks cho biết, một trận lốc xoáy xảy ra ở Ben Salem, Pennsylvania lúc khoảng 5 giờ chiều. Tòa nhà đại lý xe hơi bị hư hỏng. Trận lốc xoáy thứ nhì xảy ra ở Shrewsbury, Pennsylvania vào khoảng cùng thời điểm. Quận hạt Bucks nằm ở phía đông bắc Philadelphia, gần địa giới New Jersey. Ông O'Malley cho hay, nhà chức trách ứng phó nhiều trường hợp bị thương nhưng chưa biết chính xác tổng số thương vong. Báo Philadelphia Inquirer cho biết hơn 8.000 gia đình và doanh nghiệp bị mất điện. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, trong khoảng thời gian ngắn chiều thứ Năm, toàn khu vực có lượng mưa từ 25 đến 50 mm. Cảnh báo lũ quét được phát đi cho nhiều khu vực ở Pennsylvania và New Jersey. Cơ quan thời tiết khuyến cáo tài xế tránh ra đường trong lúc mưa lớn, đề phòng đường ngập nước. Các trường học tại Bay Area của California chuẩn bị đón học sinh trở lại học tập trực tiếp. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là nhiều trường học tại Bay Area mở cửa trở lại. Đây sẽ là lần đầu tiên học sinh trở lại lớp học trực tiếp trong gần 18 tháng qua. Trường học tại Oakland sẽ mở cửa lại ngày 9 tháng 8. Ông Will Sheldon là phụ huynh của học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Chabot, cho biết ông rất mừng vì con gái có thể đi học lại, học tập trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Học sinh, giáo viên hay bất kỳ ai đến trường học tại California thì nay bắt buộc phải mang khẩu trang. Bà Gabriela Lopez là chủ tịch Ủy ban Giáo dục học khu San Francisco Unified, cho biết là học khu thực sự rất quan tâm đến các biện pháp an toàn và thực hiện nghiêm túc để học sinh và gia đình cảm thấy an toàn. Ông Sheldon cho biết ông chấp nhận quy định, nhưng nếu được lựa chọn, ông sẽ không bắt con gái mang khẩu trang trong lớp học. Nhà trường khuyến khích chích ngừa nhưng không bắt buộc. Tuy nhiên, hiện chưa có vaccine cho học sinh dưới 12 tuổi.
Một số học khu, trong đó có San Jose Unified, bắt buộc xét nghiệm thường xuyên đối với giáo viên hoặc nhân viên nào chưa chích ngừa. Các học khu sẽ trang bị máy lọc không khí trong lớp học và các quy định vệ sinh từ năm ngoái vẫn sẽ giữ nguyên. Phát ngôn viên John Sasaki của học khu Oakland cho biết là các biện pháp vệ sinh và khử trùng sẽ nghiêm ngặt hơn với trước đại dịch. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ, và sau vài phút thông tin thương mại, Châu Thảo và Trương Minh sẽ quay trở lại với phần tin quốc tế.